Gần 30 năm qua, ông Hà Văn Trốn, dân tộc Thái, người có uy tín ở bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, vẫn miệt mài với công việc bảo vệ đường biên mốc giới. Bản thân ông đã tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình, dòng họ và dân bản cùng nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới và trách nhiệm, niềm tự hào khi được làm công việc thiêng liêng ấy. Với trách nhiệm là ở thôn bản mà tôi cũng là một người cựu chiến binh đó, bỏ sinh ra tử ở chiến trường rồi, về trả nghĩa là cái tổ quốc chuẩn vẹn đấy, mình lại không giữ lấy được rồi, thì tôi mạnh dạn tôi đăng ký với biên phòng. Ông Thao Văn Hơ, 57 tuổi, dân tộc Mông, người có uy tín ở bản Kéo Hượn, xã Bổ Nhi, huyện Mường Lát, đã tình nguyện làm công việc bảo vệ đường biên mốc giới từ 10 năm nay. Cột mốc số 312, nơi ông thường xuyên có mặt để chăm sóc, bảo vệ, cách đường nhựa khoảng 5 km đường núi. Để đến được cột mốc này, hàng tuần ông Hơ phải vượt núi băng rừng với rất nhiều hiểm nguy luôn rình rập. Tôi đang vận động với bà Cua thì nói phải thay đổi cái nếp sống của nhân dân, thì cái gì là học mình phải bỏ đi. Tôi luôn luôn thụy xuyên đi kiểm tra mốc, nếu đi phát qua với đi nó dột diệt cho mà sạch sẽ. Và cái đường biên giới là tôi tính là cái đường biên giới mốc là mốc của nhân dân chúng ta. Thanh Hóa hiện có 3.899 người có uy tín, trong đó có gần 1.000 người đang sinh sống ở các bản làng, khu vực biên giới của tỉnh. Thời gian qua, đội ngũ những người có uy tín và nhân dân sinh sống dọc biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào đã không quản ngại địa hình khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc đường biên mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Không chỉ bảo vệ đường biên mốc giới, những người có uy tín và nhân dân còn tham gia cùng lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Họ cũng là tai mắt của các lực lượng vũ trang, bám nắm địa bàn, sẵn sàng cung cấp những thông tin có giá trị, góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới. Chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục để ra làm trưởng bản, nâng cao cái nhận thức, cái trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đường biên mốc quốc giới, để cho già làng trưởng bản là thấy được cái trách nhiệm của mình, rồi tích cực chủ động tham gia cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, rồi là vận động bà con đồng bào trong bản cùng tham gia bảo vệ. Thanh Hóa có tuyến biên giới đất liền dài 213,6 km tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có 88 cột mốc biên giới trên 92 vị trí mốc giới. Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, những năm qua, đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới đã tình nguyện bảo vệ, trông coi mốc giới, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng biên xứ Thanh.